Cái đậu xanh đó chứ. Có mời gì ta? Để tôi lên đồ mới con Yugi. Anh em hỏi tôi con Yugi lên đồ gì hoài để tôi chơi luôn. Tôi cũng chưa chơi con Yugi phiên bản mới nữa. Đơ à, tối nay từ kinh điểm nha đơ ơi. Tối nay kinh điểm ngủ không ngon rồi đó. U là trời. Biết vậy ta đã mang lên cho rồi. Hello there. Lắm cục cưng không bé 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 anh cũng bé 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 bé. Cái đậu xanh đó chứ. Sao con chuột đôi bây giờ sao đôi bắn sau lưng ngược sau lưng không vậy? Em hỏi sao đôi bắn con chuột trên sao nó bắn tùm lum á vậy? Ủa bị mù là vậy hả? Cái đậu xanh sao nhìn mình ngáo vậy, tưởng nó lỗi game chứ. Hay á, nhìn mù cái nó vậy vậy. Thì dính mù thì liên quan gì mù, mấy con tướng kia dính mù thì vẫn bắn cho người nó được thôi, mà phải bắn hụt thôi. Con này tự nhiên bắn quay vòng luôn vậy. Thảo lâu. Trời ơi. Trời ơi. Tình hình này cực kỳ là tình hình nhá. Tại sao mình lại lên top vậy ta? Chạy cái mét xong rồi mà.
Giờ con này cho mình lên cái móc diệt đầu, móc diệt đầu cho có tam. Còn nếu tìm mình kiếm áo giấy quá này nọ lên phòng mình kiếm cũng được, nhưng mà để đánh giá cao móc diệt hơn. Con này học có hút máu nhìn đù quá ta, lên hút máu quá ta. Hết vui nha, tập trung lại, hết vui rồi. Dí đầu hoài, hãy đem mà tập trung dí đầu hoài. Đồ này mạnh điên, nhưng mà nó giấy á, kiểu dễ chết á. Giờ quýnh phải giữ vị trí á, chứ ảo ẩu cái không có nổ tân thủ cũng không có tâm hồn. Bây giờ chết vậy. Còn G không xài luôn mấy ní. Chạy 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 rồi chạy rồi chạy. Rồi chết. Mấy pha này chết đâu sao, mấy pha này mốt mấy ông đánh á, mấy ông bị vậy mấy ông đừng lách. Dùng gờ chạy hả? Nếu mà chạy không được thì chết để lách là sau win end game. Chứ mà phải lách pha này sống đâu được gì đâu. Kiểu pha này chết cũng không bị gì á, cứ chết thôi. Chết không bị gì hết. Nếu mà chết với Bergen mới chủ top thì lát, còn không giữ cái lát lại siêu lát tông là win. Phải nhìn cái xa hơn á. Mà sao lên đồ này dễ bị mất ghép quá vậy? Nổ gì nổ hoài vậy? Lên đồ này dễ bị mất ghép quá cái móc diệt này. Tròn. Mình gỡ tròn. Nhanh như điện. Anh em muốn né chiều dẻo á, ví dụ như nó xài chiều bên trái đúng không? Mình nha. Né phải. Né qua. Nó xài chiều trước mặt là bật xuống luôn. Né. Beta kêu không chính thức.